Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc Kia Sorento anh chị và các bạn đang nhìn thấy đây là phiên bản full dầu sản xuất 2018 Xe đăng ký biển thành phố Có ngoại thất là màu trắng nội thất kế da màu kem Trang bị full đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn ở trên mẫu xe Ở phần đầu xe thì nổi bật với những các chi tiết trên hệ thống đèn bi Với những phần cảm biến cam lùi được trang bị đầy đủ Hệ thống rửa đèn pha cũng được trang bị với mâm trang bị mâm đa chấu hợp kim và những phần nô no láp của chiếc xe thì vẫn còn rất đà đẹp. Dọc thân xe thì nổi bật với những đường gân dập nổi cũng như là hệ thống bậc lên xuống trang bị là bậc cứng. Ở phần đầu xe anh chị có thể thấy những đường led về hệ thống lưới tản nhiệt của chiếc xe hình mũi hổ. Đặc trưng của dòng xe Kia rồi. Với chiếc xe này là phiếc xe 7 chỗ ngồi, làm bánh với quãng đường là 46.000 km, đăng ký biển thành phố. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Nhất Huy Auto Địa chỉ số 17 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Lam Từ Liêm, Hà Nội Anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm lái thử Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục Xe không bị đâm va, không bị ngập nước Bao trách test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu Tổng quan về ngoại và nội thất của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham quan ngay cùng lúc này cùng em. Với những chi tiết thì nó vẫn còn rất là đẹp, từ những phần sơn xi si đến phần nội thất bên trong. Ghế trang bị ghế chỉnh điện cũng như là có vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Mọi chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Anh chị và các bạn có thể ngắm nghía qua từ những phần mà ghế chất lượng nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Đây là những cái chi tiết anh chị và các bạn có thể thấy qua từ những cái phần như là hệ thống ghế ngồi này, rồi là ghế chỉnh điện này, thảm trải sàn, Đấy, những tiện nghi của chiếc xe. Những đường nét à, anh chị và các bạn cần xem chi tiết cụ thể chỗ nào thì có thể liên hệ em để em có thể là gửi thông tin cụ thể cho các bác tham khảo. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì anh chị và các bạn lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể kiểm tra à, ngay cạnh cửa hàng thì cũng có đơn vị chính hãng của nhà Toyota nên các bác có nhu cầu cần mang vào hãng hay là Zagara thì có thể là mang rất là dễ dàng, ngay cũng rất gần thôi mình mang đi kiểm tra chứ cũng là không mất nhiều thời gian chất lượng ghế ngồi của chiếc xe anh chị có thể tham quan những phần ghế ngồi của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo phải nói chiếc xe này thì bác chủ đi cũng khá là giữ gìn những phần cánh cửa hệ thống cánh cửa thì nó trang bị cho anh chị và các bạn như là dèm che lắng này chất lượng lốp đáp la răng ở phần đuôi xe thì nổi bật những cái tính năng an toàn cơ bản như hệ thống cảm biến cam lùi Đèn phanh trên cao gạt mưa. À, anh chị và các bạn có thể ngắm nghía qua cùng em về chất lượng ở phần phía sau và những cái chi tiết dọc thân xe. Trong quá trình ngày em quay, anh chị và các bạn cần xem chi tiết cụ thể ở phần nào thì có thể liên hệ em. Để em có thể là video call hoặc là em sẽ chụp lại những cái phần mà anh chị và các bạn yêu cầu. Giúp anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với chất lượng tốt nhất, em sẽ mở cho anh chị và các bạn có thể tham quan qua về hệ thống cánh cửa. Cánh lái của chiếc xe với những phần như là keo chỉ và những phần đinh tán, ốc ác của chiếc xe để các bác có thể thấy được cái độ nguyên bản của chiếc xe này. Và trong đây là những phần chi tiết hệ thống ghế ngồi. những đường nét của chiếc xe thì các bác có thể ngắm nghía qua. Mọi chi tiết nó rất là hoàn hảo. Và với chiếc Kia Sorento phiên bản phun dầu sản xuất 2018 đăng ký biển thành phố, làm hành quãng đường là 46.000 km hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 675 triệu. Giá lại thì cửa hàng vẫn còn giảm và thương lượng, hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin thông số của chiếc Kia Sorento 2018 em đều có cập nhật trên web autosehoi.com. Tại đó thì giá cả luôn được cập nhật thường xuyên nên anh chị và các bạn có thể theo dõi và tiện cho mình mà lúc mà mình đang có nhu cầu mua thì mình có thể là vào web để tham khảo lại cái mức giá giá thì vẫn còn thương lượng và thỏa thuận khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mùa án xe cũ